3, action. Ayo, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Hà Hiền và các bạn đang xem trên kênh For Our Barber TV. Dọn đủ chưa? Đi ra chỗ khác. Chạy đến ổn này. Yo, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình là Hà Hiền và các bạn đang xem video này trên For Our Barber TV. Ok, thì vừa rồi là một thành viên hóa đám tự là mình đã trở lại với các bạn rồi đây. Trở lại với cái góc cũ và chúng ta sẽ review. Yeah, cái khúc này là phải gắn vô. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mà rất nhiều người mong chờ đó và cũng rất là nhiều bạn inbox vào cái fanpage của mình cũng như là trên kênh YouTube của mình để nói là anh Hiền ơi, rau em thế này, rau em thế nào, rau em thế lọ, thế chai gì đó. Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ mang lại cho các bạn một cái màu mới, một cái sản phẩm mới để làm gì, để chăm sóc rau. Mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái sản phẩm này luôn. Và trên tay của mình đó chính là đúng rồi. Ok, nét chưa? Thì trên tay của mình là Suavecito Pomade fit với lại Violent Gentleman để ra một cái sản phẩm là Bee Oil. Thì cái sản phẩm này nó có tên là Outdooring. Ok, sản phẩm này sẽ dùng như thế nào? Thì trên tay của mình đang là một chai rất là đặc, rất là đông đặc luôn các bạn. Ok, bây giờ là mình sẽ quay cận hơn ha. Mình sẽ quay cận hơn cái rau của mình before và after cho các bạn xem. Trước khi sử dụng cái này và sau khi sử dụng cái này, và mình sẽ nói về cái tác dụng của cái sản phẩm này. Thì cái công dụng của cái sản phẩm này, thứ nhất là nó sẽ làm một cái thứ để mà dưỡng rau cho các bạn, làm cho cái rau của mình nó mượt hơn, nó bóng hơn, nó đẹp hơn, nói chung là nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nếu như mà các bạn không xài rau thì nhìn nó sẽ rất là khô giống vậy. Khi mà các bạn xài cái này thì các bạn sẽ làm cho cái rau của mình nó mềm mượt hơn, giống như là nó có dầu xả vậy, trong tóc mình mà có dầu xả vậy đó. Ok, thì cái sản phẩm này cũng được mình nhập từ Suavecito, trực tiếp từ Suavecito từ Mỹ về luôn. Thật sự là tại vì đáng lý là mình review trước lâu rồi á, nhưng mà tại vì mình kẹt quay mấy cái phim cho nên là mình tới bây giờ, tới ngày hôm nay các bạn mới được xem cái video này. Thì các bạn cũng đừng buồn nha. Thì cái sản phẩm này bên trong nó là cái gì? Bây giờ mình cũng sẽ không có lằng ngoằng nữa ha. Nhanh luôn vào việc thôi. Trên tay của mình là một chai Suavecito Oil Beer. Nó chỉ có này thôi. Nhưng mà thật sự là nó sẽ xài rất là lâu. Tại vì là một lần các bạn xài nó chỉ có chừng 2 giọt thôi các bạn. Đối với những cái rau, bộ rau giống như mình thì mình nghĩ là chỉ cần 2 giọt thôi mà xoa đều trên tay. Và cái này là thậm chí các bạn cũng có thể vẫn có thể, nếu như mà theo cách của người Việt Nam mình á, thì mình vẫn có thể xài trên tóc nữa nha. Hơi lầy xíu nhưng mà thật sự là vậy. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra và sau đó mình sẽ cho vào tay của mình. Bao nhiêu đây là đủ rồi các bạn, nhìn giống như là mới Ok, thì bây giờ mình sẽ xoa đều bên tay mình ha. Rồi sau đó mình có một cái mùi hương, khá là thơm. Và theo như những cái chất này thì thật sự là những cái chất này nó không hề tổn hại gì đến với cái da của mình hết. Đó, thì đây là một cái sản phẩm khi mà mình sử dụng nha. Sau khi mà mình sử dụng. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng trimmer nha. Trimmer Andes để mình sẽ chỉnh lại cái bộ râu của mình. Ok, và hiện tại bây giờ thì cái râu của mình cũng đã khá là gọn gàng lại rồi các bạn. Theo như mình thấy là nó như vậy. Mình cũng hay, bình thường mình cũng hay tự chỉnh râu của mình. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ quay một cái after. Yeah, các bạn thấy khác nhau không các bạn? Các bạn có thấy có một cái sự gì đó khác nhau, rất là khác nhau đúng không? Thực sự là rất là khác nhau. Khi mà mình sau một thời gian mình sử dụng cái này thì mình lại thấy là
Thứ nhất là nó làm cho cái chân râu của mình có sẽ có rất là nhiều bạn sẽ bị một cái đó chính là nấm ở cái chân râu. Thì cái này mình dùng cái này để mà mình thứ nhất là mình vừa vệ sinh luôn, nghĩa là mình trước khi mà mình tắm là mình sử dụng nó luôn để giống như là mình giặt, mình gội cái râu của mình. Thứ hai nữa là khi mà mình đi ra ngoài thì mình cũng sử dụng cái này để cho giống như là nó trở thành một cái pomade, một cái loại dầu để mà nó bóng lên, nhìn cái bộ râu của mình nó sẽ đẹp hơn, nó nhìn nó sạch sẽ hơn, nó sẽ không có bị rườm rà đối với những người mà đang thích chơi râu. Thực sự là đây là một trong những cái sản phẩm mà mình cảm thấy là thú vị, tại vì cái mùi hương của nó rất là thơm, thật sự rất là thơm. Nó bò vô da mình vòng vòng đây thôi mà kiểu mấy em gậy đứng xung quanh chắc mấy em gậy cũng sẽ thửi mình cái chắc chắn luôn. Mà khi mà đặc biệt là mấy bạn trẻ mà mới có gậy nữa không, lúc mà mình chuẩn bị kiss nhau á là mình dễ có cái cảm tình lắm. Thật sự cái này là mình nói thiệt chứ bộ, đàn ông nhau không à. Cho nên là mình cảm thấy là cái này là một trong những sản phẩm mà các bạn cần phải có đối với những cái bạn mà có râu. Mình thì cũng thuộc dạng là tiếp người râu dạng trung bình thôi, chứ không phải là nhiều, mà ít thì không ít, nhiều thì quá nhiều thì cũng không phải quá nhiều. Nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy là như vậy là đủ sexy, như vậy là đủ làm cho mọi người phải để ý đến mình. Đó cũng là một cách để ý. Nhưng mà có cái này, các bạn sẽ làm cho những người xung quanh của mình sẽ để ý nó còn trầm trồ hơn. Tại vì nếu như mà các bạn chỉ để thôi mà các bạn không sử dụng một cái gì vô trong đó thì người ta sẽ cảm thấy là thật sự là giống như là mình để mình chơi, mình không phải là mình chơi vậy. Mình không có play, mình không phải là playboy á. Thì khi mà mình sử dụng cái này á thì những người xung quanh sẽ cảm thấy ồ, này thơm, này có chơi râu, này có nghiên cứu về nó, này hay. Chứ không phải là kiểu mình chỉ để râu là vì là mình làm biến cạo râu, không phải là đơn giản chỉ là vậy. Không mà thiệt nha, có cái này vô nhìn cảm giác cái râu nó mượt hơn á, đậm hơn nữa, nhìn nó đậm hơn, cái râu mình nó đậm hơn. Chắc là mình sẽ để cho cái phần before và after này nó sẽ xen kẽ liên tục để cho các bạn so sánh nha. Ok, đơn giản chỉ là vậy thôi. Và hôm nay mình đã mang đến cho bạn một cái sản phẩm khá là thú vị và đối với mình cũng rất là thú vị. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này. Sắp tới thì mình cũng sẽ có nhiều những cái sản phẩm khác nữa để phục vụ cho tất cả đứng ngoài râu của chúng ta. Những đứng ngoài râu có thể, nếu mà thích thì các bạn có thể để lại comment ngay bên dưới, cũng như là like, share, và đặc biệt là nhớ bấm nút subscribe và bật nút chuông mỗi khi video của Photo Barber TV on sóng, thì các bạn có thể xem được hết tất cả những cái video mà mình muốn gửi đến cho tất cả mọi người. Và đặc biệt nữa là cái giá của sản phẩm này, nếu như mà các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn có thể mua. Thì các bạn mua ở đâu thì mình có sẽ để ngay cái đường link ở bên dưới, hoặc là các bạn có thể liên kết, hoặc là các bạn có thể like, follow cái Insta mình để ở bên này nha. Ở bên này hay bên này? Bên này đúng không? Ok, mình sẽ để ngay cái link Insta ở bên này thì các bạn có thể dễ dàng inbox vô đó, và các bạn có thể dễ dàng mua hàng một cách chính hãng, không sợ fake. Ok, đơn giản chỉ là vậy thôi. Big shout out to my crew. Bye bye. Peace.